Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị lừa. Soho đưa tin, bộ phim cổ trang ngôn tình Mộ Tư Từ do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính đã bắt đầu khởi quay. Tuy nhiên, dự án vừa mới bắt đầu đã có nhiều tranh cãi nổ ra, trong đó khán giả chú ý đến việc trang phục của dàn diễn viên có chất lượng kém. Theo đó, bộ quan phục mà nam chính Trần Phi Vũ mặc giống với tạo hình của Trần Hiểu trong Mộng Hoa Lục, nghi ngờ đội ngũ tạo hình cho Trần Phi Vũ mặc lại đồ. Tuy nhiên, cách buộc thắt lưng cao khiến Trần Phi Vũ nhìn béo lên 10kg. Ngoài ra, tạo hình Tân Lan bị đánh giá là không sang trọng, kém chất lượng, rẻ tiền hơn. Cả Mộ Tư Từ và Mộng Hoa Lục đều là sản phẩm có kinh phí sản xuất cao, được xếp vào một dự án S cộng của Tencent Video, nhưng lại bị đối xử khác biệt, khiến fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ tức giận. Sự khác biệt về trang phục làm dấy lên cuộc tranh cãi của người hâm mộ. Soho cho rằng, Mộ Tư Từ không phải dự án lớn như những gì nhà sản xuất đã quảng cáo, đội ngũ sản xuất đã cắt bớt kinh phí may trang phục cho diễn viên. Điều này có thể dẫn đến cảnh quay nhìn kém chất lượng. Người hâm mộ đang lo lắng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phải mặc những tạo hình đơn giản, kém chỉnh chu trong phim mới. Theo Soho, đây không phải lần đầu Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào bẫy của nhà sản xuất. Trước đó, các dự án như An Lạc Truyện, Ngự Giao Ký cũng được quảng bá là có kinh phí sản xuất lớn, phim S cộng của nền tảng, nhưng trang phục xấu, kỹ xảo quá tệ, bị ví là phim ba xu sản xuất hàng loạt. Cuối cùng những bộ phim trên đều không có thành tích cao. Soho phân tích rằng, các nhà sản xuất lợi dụng tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba để thu hút đầu tư, giúp dự án phim được chú ý ngay từ khi khai máy. Nhưng những gì họ bỏ ra không xứng tầm với tên tuổi của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba bị giao cho những kịch bản tệ, tạo hình xấu, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương. Thậm chí, ngay cả bạn diễn Trần Phi Vũ cũng không phải một sự lựa chọn tốt. Trần Phi Vũ được mệnh danh là Thái tử Cbiz, do có cha là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, mẹ là đệ nhất mỹ nhân Trần Hồng, cũng là nhà sản xuất tiếng tăm. Nhưng Trần Phi Vũ vướng vào scandal lộ ảnh giường chiếu với người hâm mộ, danh tiếng tụt dốc không phanh. Khi Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cặp với Trần Phi Vũ, cô khó có thể tạo nên một cặp đôi có tương tác ngọt ngào đáng mong chờ. Trong khi đó, Mộ Tư Từ là phim ngôn tình cổ trang, chem xích ti giữa hai diễn viên chính có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khán giả. Vì vậy, theo Soho, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đưa ra làm đệm để cứu vớt sự nghiệp của Trần Phi Vũ, còn dự án Mộ Tư Từ không có nhiều ý nghĩa trợ giúp với cô. Ngay khi có thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim này, người hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương đã phản đối cả dự án lẫn bạn diễn, nhưng nữ diễn viên ở trong thế bất khả kháng, không thể chống lại nhà sản xuất. Mộ Tư Từ là dự án ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Nhật Đề Đăng của tác giả Lê Thanh Nhiên. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật Đoạn Tư và Hạ Tư Mộ. Đoạn Tư vốn là một tướng quân, vô tình nhặt được một cô nương. Anh luôn tưởng rằng, người mà mình đang chăm sóc chỉ là một nữ tử yếu đuối, số phận khổ đau vì chiến tranh mà mất đi người thân. Thế nhưng thực tế, nàng lại là một nữ quỷ đã sống hàng trăm năm. Năm phim cổ trang có chỉ số lượt xem cao nhất, Lưu Diệt Phi vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư. Mới đây, Linh Cây đã tiến hành thống kê 5 bộ phim cổ trang Hoa ngữ có chỉ số lượt xem cao nhất. Được biết, chỉ số này không chỉ được tính bởi lượt xem, mà còn có cả những thảo luận của khán giả về các bộ phim trong khoảng thời gian lên sóng. Tinh Hán Sáng Lạng của Triệu Lộ Tư hay Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đều có con số rất ấn tượng, nhưng vẫn còn thua xa Mộng Hoa Lục của Lưu Diệt Phi. 1. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệt Phi và Trần Hiểu, 95.61. Ngay từ khi lên sóng, Mộng Hoa Lục được truyền thông Trung Quốc ca tụng là dự án cứu dòng phim cổ trang thần tượng thoát khỏi thời kỳ lạnh giá. Mộng Hoa Lục nhận được cơn mưa lời khen từ phía khán giả, với nội dung mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa. Lưu Diệt Phi và Trần Hiểu cũng để lại ấn tượng sâu đậm với diễn xuất cùng Chem Xích Ti ấn tượng. Thời điểm lúc Mộng Hoa Lục hot nhất, chỉ số lượt xem đã đạt đến mốc 95.61 và vẫn giữ kỷ lục mà chưa có bộ cổ trang nào vượt qua được. Kể cả Khánh Dư Niên 2 của Trương Nhật Quân hay Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, màn tái xuất sau 16 năm của Lưu Diệt Phi, quả thật đã khiến netizen phải trầm trồ thán phục. 2. Khánh Dư Niên 2 của Trương Nhật Quân và Lý Thấm, 91.98. Thành công lớn của phần 1 đã khiến khán giả tin tưởng Khánh Dư Niên 2 sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên màn ảnh. Không hổ là bộ phim được 18 triệu người chờ đợi, Khánh Dư Niên 2 đã trở thành bộ phim nổi tiếng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024 này. Hành trình đối diện gian nan thử thách của Phạm Nhàn khiến khán giả thích thú, nhưng cũng chê chỉ vì thời lượng quá ngắn. Nhà sản xuất Khánh Dư Niên cũng đã xác nhận sẽ có thêm phần 3, đồng thời cũng là phần cuối cùng của series nổi tiếng này, nhưng không biết đến bao giờ phim mới có thể lên sóng được. 3. Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, 91.94.
cũng giống Thánh Dư Niên 2, Dữ Phượng Hành được tin chắc sẽ làm nên chuyện sau khi lên sóng, phần lớn là nhờ màn tái hợp sau 7 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Nhưng ngoài màn hợp tác ăn ý của bộ đôi Sở Kiều truyện ra, thì Dữ Phượng Hành cũng ghi điểm với cốt truyện hấp dẫn, được đầu tư mạnh từ tạo hình cho đến kỹ xảo. Chỉ sau 25 tiếng lên sóng, Dữ Phượng Hành đã đạt 30.000 điểm nhiệt trên Tencent, kết thúc với mức rating ấn tượng 0,5% và còn được chấm 7.2 điểm trên Douban nữa. Thành tích nổi trội này của Dữ Phượng Hành cũng khiến cho danh hiệu nữ hoàng rating của Triệu Lệ Dĩnh càng được củng cố hơn. 4. Trường Tương Tư Mục của Dương Tử và Trương Vãn Ý, 91.08. Ban đầu, Trường Tương Tư Mục khiến khán giả rất băn khoăn, bởi dàn diễn viên nam không quá nổi tiếng, nên trách nhiệm gánh phim đặt trên vai Dương Tử nặng nề hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Trường Tương Tư Mục đã đạt được thành công ngoài kỳ vọng, khi chỉ số lượt xem cao nhất được ghi nhận là 91.08, và đứng top đầu trong các phim cổ trang lên sóng vào năm 2023. Với độ nổi tiếng vượt bậc như vậy, khán giả nghĩ Trường Tương Tư 2 của Dương Tử và Trương Vãn Ý sẽ nối tiếp được thành công. Nhưng đáng tiếc, bộ phim đã không đạt được như kỳ vọng ban đầu, thậm chí còn nhận phải nhiều bình luận tiêu cực. 5. Tinh Hán Sáng Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, 90.96. Tinh Hán Sáng Lạn từng bị đem ra so sánh rất nhiều với Minh Lan Truyện vì đề tài tương tự, mà vai diễn của Triệu Lộ Tư cũng có điểm tương đồng với nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận. Tuy nhiên, Tinh Hán Sáng Lạn vẫn dựa vào sức mình để gặt hái được thành công, với chỉ số lượt xem cao nhất từng đạt được là 90.96. Kịch bản phim có sự hài hước, nhưng cũng rất kịch tính, mà diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được khán giả dành cho nhiều lời khen ngợi. Có lẽ Tinh Hán Sáng Lạn không đạt được thành tích cao như Minh Lan Truyện từng làm, nhưng đây cũng là một trong những dự án cổ trang nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2022. Nhan sắc của mỹ nhân này lạ lắm, lên phim đẹp như tiên nữ, ngoài đời vừa quê vừa xấu. Theo Sohu, bộ phim cổ trang Nhập Thanh Vân vừa khởi quay, đã nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ tạo hình đẹp tựa tiên nữ của Lư Dục Hiểu. Khán giả bất ngờ vì trước đó cô vẫn luôn bị chê là có khuôn mặt nhạt nhòa, cùng phong cách thời trang luộm thuộm. Thậm chí, vì ngoại hình khá bình thường, Lư Dục Hiểu bị đánh giá là khó có thể bật lên thành ngôi sao lưu lượng và không đủ sức để đảm nhận vai nữ chính. Thế nhưng, Lư Dục Hiểu như biến thành người khác mỗi lần đóng phim, khiến cư dân mạng phải hết lời thán phục. Năm 2023, Lư Dục Hiểu cũng có màn hóa thân thành sát thủ quyến rũ Thượng Quan Thiển, đẹp 360 độ không góc chết trong Vân Chi Vũ. Tuy nhiên, đến phim Ngọc Quốc Giao hay Tích Hoa Chỉ, ngoại hình của nữ diễn viên sinh năm 1999 lại vô cùng bình thường, kém nổi bật đến mức như hòa tan vào bối cảnh. Theo Sina, Lư Dục Hiểu nổi tiếng là ngôi sao theo phong cách đơn giản tự nhiên, nữ diễn viên không ngại khoe mặt một trên trang cá nhân, nếu không tham gia các hoạt động chính thức, Lư Dục Hiểu thường ăn mặc xuề xòa, không có phong thái minh tinh. Sự giản dị của Lư Dục Hiểu là một trong những lý do khiến người hâm mộ yêu mến cô. Tuy nhiên, điều này lại gây bất lợi với việc phát triển sự nghiệp của Lư Dục Hiểu. Nữ diễn viên sinh năm 1999 yếu thế hơn so với các đồng nghiệp cùng lứa, vì không có khí chất thời thượng, mặc hàng hiệu như hàng chợ. Do đó, tài nguyên về mặt thời trang của Lư Dục Hiểu cũng kém hơn. Hình ảnh ngoài đời thực của Lư Dục Hiểu khiến khán giả sốc và chê bai, thậm chí những ấn tượng tốt từ vai diễn của cô cũng mất hết. Trước đó, Lư Dục Hiểu được khen dễ thương đáng yêu như nữ thần thanh xuân trong phim Học Đường Thời Gian và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Trong Vân Chi Vũ cô được khen có tạo hình đẹp, thậm chí lấn lướt nữ chính Ngô Thư Hân. Tuy nhiên, thoát khỏi vai diễn, Lư Dục Hiểu lại gây thất vọng với thời trang xuề xòa. Chính vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng, nữ diễn viên không đủ đẹp để vào vai mỹ nhân, không đủ cuốn hút để đóng nữ chính. Điều này cũng khiến phim của cô khó thu hút nếu Lư Dục Hiểu đảm nhận vai nữ chính. Bản thân Lư Dục Hiểu từng trả lời, cô không quan tâm đến việc khán giả đánh giá ngoại hình của mình. Nhưng khi vào phim, khán giả bất ngờ với vai diễn của cô, thì đó mới là niềm vui và mục tiêu cô hướng tới. Sohu bình luận, Lư Dục Hiểu là ngôi sao có tính dẻo lớn nhất trong lứa tiểu hoa đáng 95 hiện tại. Cô có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau, biến hóa ngoại hình, khí chất hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Do đó, Lư Dục Hiểu không bị chê diễn xuất một màu, mà khán giả luôn phân biệt được mỗi vai diễn mà cô đóng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.